Thưa quý vị, mới vào đầu năm học mới tầm một tháng nay, nhưng nhiều địa phương đã liên tiếp xảy ra các vụ việc học sinh đánh nhau. Có thể nói, bạo lực học đường đang trở thành vấn nạn báo động. Trong chương trình Hội Đáp Pháp Luật hôm nay, chúng tôi xin phân tích ở góc độ pháp luật, ai chịu trách nhiệm về những vụ việc như thế này? Xin trân trọng giới thiệu luật sư Nguyễn Như Tuấn đến từ Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai là khách mời của chương trình hôm nay. Yeah, chào chị Kim Huy, chào khán giả. À, thưa quý vị, thưa luật sư Nguyễn Duy Tuấn, những ngày qua có thể nói là trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội lan truyền rất là nhiều những cái video clip học sinh đánh nhau ở nhiều tỉnh thành phố, có thể nói đây là một cái vấn nạn à, báo động rất là nhức nhối cho xã hội. À, luật sư có ý kiến gì về xung quanh cái à, những cái clip này? À, à, thưa khán giả, thực tế thì hiện nay á, cái số lượng những cái trường hợp mà bạo hành À, trong bạo lực trong học đường thì à, xảy ra rất là nhiều bạo lực nghĩa là những cái hành vi thô bạo liên quan đến cái mặt thân thể liên quan đến vấn đề tinh thần à, trong cái môi trường học đường thì môi trường học đường này không có nghĩa là chỉ là ở các cái cấp tiểu học trung học mà thậm chí ở các cái môi trường về các cái sinh viên về đại học thì cũng có xảy ra những cái thực trạng như thế này thì hiện nay là phổ biến rất nhiều và nguyên nhân nó đến từ rất nhiều là 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 các cái nguyên nhân khác nhau, từ nguyên nhân chủ quan trong nhà trường, rồi nguyên nhân xã hội, hoặc là đặc biệt là nguyên nhân từ các cái em học sinh, sinh viên. Rồi, yeah. và ở cái lứa tuổi mà thanh thiếu niên các em, ở cái lứa tuổi mà à, bắt đầu lớn á, yeah. cho nên là sẽ không tránh khỏi cái tâm lý bốc đồng, hay là quá khích, hay yeah. là bị lôi kéo, yeah. đó. À, chỉ cần một cái lời nói mà nghe không vừa tai là các em có thể là động tay động chân yeah. có thể nói là cái tâm sinh lý ở cái lứa tuổi này là vô cùng là nó phức tạp yeah. cho nên là mới dẫn tới những cái hành vi đáng tiếc như thế thì à, khi mà xảy ra một cái vụ việc bạo lực học đường thì các em đang ở lứa tuổi vị thành niên các em có chịu trách nhiệm về cái hành vi của mình hay không à, về mặt uh, pháp luật đó, thì trong cái quy định này là nếu một cái người nào đó gây ra một cái hành vi mà xâm phạm đến sức khỏe thân thể tính mạng của một người khác thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng mà chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng cái chế tài là cái bồi thường thiệt hại về dân sự là chế tài xử phạt hành chính hay là truy cứu trách nhiệm hình sự thì tùy phải theo cái độ tuổi à, điều đầu tiên ấy, tôi muốn nói rằng là nếu gây ra một cái sự việc mà dẫn tới cái việc mà thiệt hại về tính mạng về sức khỏe thì điều đầu tiên đó chính là phải bồi thường về dân sự bồi thường và trách nhiệm dân sự đó là do cái hành vi mà đã gây ra làm xâm hại đến cái quyền, cái nghĩa vụ và cái lợi ích hợp pháp của cái người bị hại trong cái vụ việc đó. Thì điều đầu tiên đó là cái người mà gây ra đó phải có trách nhiệm bồi thường. Nhưng đặt vấn đề ra là cái người này đã có đủ cái độ tuổi để chịu trách nhiệm hay chưa? Và thứ hai nữa là có tài sản để là thực hiện cái việc bồi thường hay chưa? Thì trong trường hợp đó thì cũng cần phải phân tích rằng là nếu cái người mà gây ra cái thiệt hại đó có tài sản thì họ phải sử dụng cái tài sản đó để bồi thường nhưng nếu trong trường hợp mà người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu có tài sản nhưng tài sản đó không đủ bồi thường thì cha mẹ chính là người đại diện theo pháp luật của con sẽ có trách nhiệm là liên quan đến vấn đề bồi thường đối với cái những cái thiệt hại mà do do con mình đã gây ra thì cái này trong luật nó đã có quy định về liên quan đến việc là trách nhiệm như thế nào đối với người giám hộ đối với người đại diện theo pháp luật mà trong quy định của pháp luật thì con mà chưa thành niên thì là do cha mẹ là người đại diện thì à. như vậy là đó là về vấn đề là chúng ta khía cạnh xét về khía cạnh về trách nhiệm bồi thường về dân sự nhưng đối với cái hành vi đó thì họ chịu trách nhiệm như thế nào trong trong pháp luật cũng có cái quy định liên quan đến chế tài là xử phạt vi phạm hành chính đối với những cái hành vi ví dụ như đánh nhau gây thương tích nhưng chưa đến truy, mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử phạt theo cái quy định về các cái chế tài về về mặt hành chính đó nhắc nhở cảnh cáo hoặc là phạt tiền đó. hoặc là uh, bằng các cái biện pháp ví dụ như đến các cái trường giáo dưỡng đó. Để, mà, để mà mình gọi là phục hồi cái, cái nhân phẩm đó. Để, mà, để mà ở đó nơi đó họ sẽ uh, đào tạo dạy dỗ lại cho nên người còn để, một cái mức độ nghiêm trọng hơn là trong trường hợp nếu cái hành vi mà bạo lực học đường đó mà gây ra các cái uh, thiệt hại về sức khỏe thì có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cái tội cố ý gây thương tích theo điều 134 của Bộ luật hình sự 2015. Tùy theo cái tính chất mức độ nhưng mà người từ đủ 14 tuổi đến 10, đến dưới 16 tuổi là từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi là phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những cái cái loại tội đó. Và trong trường hợp là đối với tội cố ý gây thương tích thì từ đủ 14 tuổi trở lên nếu gây ra một sự việc gì thì phải phải chịu trách nhiệm đối với hành vi này. Cái mức hình phạt thì là thấp nhất là cũng từ 6 tháng đến 3 năm đối với đối với truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp là là gây ra thương tích ờ, hoặc nếu trong trường hợp mà cái bạo lực học đường đó dẫn tới việc việc làm chết người uh, gây ra một cái thiệt mạng về về tính mạng của một con người nào đó thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội là giết người theo điều 123 của bộ luật hình sự năm 2015 vâng. Yeah. ờ, trong những cái trường hợp này thì gia đình của cái người gây ra cái hành động bạo lực đó thì chịu trách nhiệm đến đâu À, như luật sư cũng đã phân tích rằng là trong trường hợp này đối với gia đình thì không bị chịu trách nhiệm về mặt hình sự tại vì là đối với trách nhiệm hình sự là đối với cá nhân cá nhân người nào gây ra thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự trừ trường hợp là có cái tính chất đồng phạm ví dụ như mặc dù gia đình không phải là, là người thân không phải là người trực tiếp là gây ra cái sự việc làm ảnh hưởng tính mạng làm ảnh hưởng tới sức khỏe của một cái người nào đó nhưng có hành vi xúi dục hoặc là giúp sức để cho con, cho em mình gây ra sự việc đó thì họ bị xem xét với vai trò đồng phạm trong cái vụ án. Nhưng đối với những người mà chưa đủ 18 tuổi mà không có tài sản riêng để mà thực hiện việc bồi thường thì gia đình sẽ có trách nhiệm là thực hiện những cái việc là liên quan đến bồi thường đó. Yeah. Vâng. Và, và kể cả đối với sinh viên tức là đã trên 18 tuổi rồi mà cũng không có tài sản để mà thực hiện cái trách nhiệm dân sự thì lúc này gia đình cũng phải đứng ra gánh cái cái bồi thường này có đúng không? Nếu người từ đủ 18 tuổi trở lên gây ra một sự việc thì uh, gia đình không có trách nhiệm uh, phải bồi thường đối với những cái số tiền đó. Bởi vì là người đủ 18 tuổi tức là xác định là người thành niên, người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Nếu họ không bị mất năng lực hành vi dân sự, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, thì họ đủ cái trách nhiệm và họ chịu về cái việc đó. Gia đình trong trường hợp này có đi chăng nữa thường là họ sẽ hỗ trợ và đồng thời là để bồi thường giảm tải cái trách nhiệm cho con cho em mình thôi chứ còn là về mặt pháp luật thì họ không có cái nghĩa vụ phải thực hiện cái việc bồi thường đó. Vâng. vâng ạ. À, thưa quý vị, à, qua những cái vụ việc mà bạo lực học đường um, ràn lan ở trên mạng cũng như các phương tiện truyền thông thì chúng ta thấy có một cái cái, cái vấn đề nó rất là nhức nhối như thế này, đó là nhân vật chính thì mình không nói như nãy giờ luật sư Tuấn đã phân tích rồi. Yeah. Còn có rất nhiều khán giả đứng xung quanh yeah. cổ vũ và thậm chí là còn hô hào và quay clip và chia sẻ rầm rộ ở trên mạng. Yeah. Thì những người mà đứng quanh đó có bị liên đới trong cái vụ việc bạo lực đó hay không? Tùy tính chất mức độ chứ. À, tùy tính chất mức độ của cái việc mà hô hào cổ vũ như thế có thể bị xem xét về cái 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 hành vi là xúi dục có thể là hành vi là giúp sức. Chẳng hạn như bây giờ là nhưng cũng có thể là trong trường hợp này, nếu cái người bị hại trong cái vụ việc đó mà có thể là ảnh hưởng tới tính mạng, có điều kiện để mình cứu người ta, để đưa người ta đi cấp cứu nhưng mình không thực hiện việc đó thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cái tội là thấy người khác đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nhưng không kịp thời cấp cứu. À, là nó có trong luật nó có một cái quy định liên quan đến cái hành vi đó tức là thấy người ta đang trong cái tình trạng ví chẳng hạn như mình chưa nói đến cái vấn đề là là nhìn thấy đánh nhau mà thấy một người đang bị đuối nước mặc dù mình có cái đủ cái điều kiện để mà mình cứu họ nhưng mình không thực hiện cứu rồi mình cũng có thể là mình xem xét về trách nhiệm đó để quay lại trở về về cái cái nội dung như chị Kim Huê đã đã trao đổi rằng là những cái người xung quanh là những cái bạn học này thấy như vậy thì hùa theo rồi chia sẻ trên mạng rồi đấy là bị điều đầu tiên đó là bị 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 bị, bị, bị khiển trách bị khiển trách bởi nhà trường bị khiến bởi khiển à, trách bởi cộng đồng mạng là tại sao thấy như vậy mà không thực hiện cái việc mà giúp đỡ người ta rồi còn phải hùa theo nhưng mà cao hơn nữa thì có thể bị xử phạt hình hành chính về việc mà lan truyền đi những cái clip những cái thông tin mà gây cái ảnh hưởng tới cái trật tự an toàn của xã hội nhưng mà trong trường hợp nếu mà cái mức độ nặng hơn thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cái hành vi là xúi dục chẳng hạn như mặc dù là cái người, những cái nhóm này nó không trực tiếp đánh cái 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 nhân vật kia nhưng mà lại có những cái hành vi ví dụ xúi hô hào đánh đi đánh đi thì đó được xem là cái cái vai trò đồng phạm đấy vai trò đồng phạm trong hành vi là giúp sức giúp sức bằng cái việc là ví dụ như đưa cái vật gì đó cho người này đánh mặc dù mình không trực tiếp đánh hoặc là là xem xét đến cái vai trò là 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 xúi dục, xúi người này đánh đi. Đấy. thì đó là cần cũng cần phải cảnh giác trong những cái trường hợp này. Nếu các em đủ cái độ tuổi bị truy cứu truy trách nhiệm hình sự, đủ 14 tuổi trở lên thì có thể bị xem xét về đối với những hành vi này. À. Yeah. Và qua phân tích của luật sư Tuấn thì Kim Huê mới thấy rằng là hết sức nguy hiểm. Yeah. À, bởi các cái vụ việc bạo lực học đường không phải là chỉ có một hai nhân vật chính tham gia mà yeah. có khá nhiều những em học sinh khác đứng cùng tham gia ở cái vai trò là cổ vũ hô hào cổ suý cho cái vụ việc đó yeah. thì ở đây là luật sư hầu như là các em không nhận thức được cái việc mà mình đang làm như thế là cũng là vô tình cũng là vi phạm và tiếp tay cho cái vụ việc nó nghiêm trọng hơn yeah. đó cho nên là qua cái phân tích của luật sư tuấn thì mọi người đặc biệt là các bậc phụ huynh nên giám sát con em mình hơn và nhắc nhở các em là nếu có những cái vụ việc xảy ra là phải vào ngăn cản chứ không thể hùa theo, dạ. không thể cổ vũ để cho vụ việc nó trở nên nghiêm trọng. Và luật sư Tuấn có cái khuyến cáo gì đối với những em đang ở cái lứa tuổi này và có những manh nha, những cái hành động quá khích như thế? Dạ, theo 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 luật sư thì cũng rất rất là đồng cảm với những cái 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 chia sẻ như thế và cũng có một trong những cái đề xuất mà tôi nghĩ là là cũng ở nhà trường ấy, nên tuyên truyền phổ biến và nên, nên thực hiện những cái công cuộc tư vấn những cái buổi tư vấn liên quan đến vấn đề bạo lực học đường đoàn luật sư tỉnh đồng nai đã làm cái việc đó tôi cho rằng là rất tốt à, chúng tôi cũng thường xuyên là à, tổ chức những cái buổi tuyên truyền pháp luật từ các cái địa phương ở địa bàn của tỉnh đồng nai này rất nhiều từ huyện Nhân Trạch, huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ rồi ở Định Quán, Tân Phú rất là nhiều, hầu như cái địa bàn nào và à, trong thời gian gần đây thì đoàn luật sư Đồng Nai cũng đã thực hiện tư vấn tại các cái trường học liên quan đến vấn đề bạo lực học đường. Tôi nghĩ là đó là một trong những cái hành động thiết thực nhất mà giới luật sư có thể là góp phần làm đẩy lùi các cái tình trạng về bạo lực học đường giúp cho các em nhận thức hơn sâu sắc hơn về những cái hành vi mà mình gây ra có thể là dẫn tới những cái hậu quả nó khôn lường à, cũng từ đó là giúp cho các em hiểu hơn về cái cái quy định của pháp luật liên quan đến bạo lực học đường và từ đó có thể tránh xa những cái hành vi à, trong vấn đề là bạo lực học đường. Vâng, yeah. à, thưa quý vị à, qua cái chia sẻ của luật sư Nguyễn Diễm Tuấn hôm nay thì Kim Huê thấy có một cái vấn đề như thế này là bạo lực học đường xảy ra không chỉ có một ý em là nhân vật chính mà gây ra cái hành vi đó mà thông thường là sẽ rủ rê bạn bè yeah. đó có hai ba người trở lên thì cái nhân vật chính này mới có thêm giống như là được cổ vũ á yeah. đó được cổ suý rồi mới gây ra cái hành vi bạo lực chứ một mình cái cái em này cũng chưa chắc là đã thực hiện được yeah, đúng cho nên là cái việc cái vai trò của những khán giả ở trong hoạt kép á cổ vũ cổ suý cho cái vụ việc này á nó hết sức là quan trọng yeah. và pháp luật phải nghiêm khắc đối với những em học sinh mà túi dục nè, cổ vũ hò reo khiến cho cái nhân vật chính kia giống như là được tiếp thêm sức mạnh á để mà gây ra những cái vụ việc bạo lực học đường hết sức là đáng tiếc. Và qua đây thì cũng mong rằng gia đình nên quan tâm sâu sát các em hơn, tìm hiểu những mối quan hệ bạn bè của con em mình, uống nắng những cái suy nghĩ lệch lạc của con kịp thời, nhất là nên liên hệ mật thiết với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường để biết con mình là ngoan ngoãn hay là bướng bỉnh ở trong trường từ đó thì có cách khuyên răng hướng con trở thành một cái người tốt nếu cần có thể chúng ta nhờ cái chuyên gia tâm lý hỗ trợ thêm bởi vì lứa tuổi của các em là một cái lứa tuổi có thể nói là diễn biến tâm lý rất là phức tạp hay là bốc đồng hành động không suy nghĩ nông yeah. nổi và chương trình của chúng tôi hôm nay cũng đã phân tích một số cái nguyên nhân cũng như là ở góc độ pháp luật thì xử lý như thế nào đối với hành vi bạo lực học đường xin cảm ơn luật sư nguyễn nhật tuấn đã đến chia sẻ với chương trình dạ yeah, xin cảm ơn chị cho quý khán giả cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các chương trình sau